Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Trương Hải Long sinh năm 1976, quê ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Ông Trương Hải Long đã có thời gian dài công tác tại Bộ Nội vụ và từng giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Vụ Công chức, Viên chức.